Hello, xin chào các bạn nha. Và mình là Gmi Gaming đây. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ chơi bản boss Spider-Man người nhện ha. Thì ở tập này mình sẽ không làm người xấu đâu các bạn, mà mình sẽ trở thành người nhện thân thiện, người nhện đi bảo vệ người dân ha. Và hiện tại trong thành phố đang bị một con quái vật tấn công các bạn, đó chính là con Siren Head, quái vật đầu lo đó. Thì nhiệm vụ của mình ngày hôm nay là sẽ đi đến đó tiêu diệt con quái vật Siren Head và bảo vệ người dân nha. Để mình chỉnh thời tiết cho nó sáng sáng chút xíu các bạn ơi. Tự nhiên mình quên chỉnh thời gian. Rồi ok, thời tiết trong lành luôn. Nào, bay đến đó thôi. Uầy, các bạn nhìn trên bản đồ minimap đó, các bạn có thấy một cái chữ H màu vàng không? Đó chính là con Siren Head nha. Trời ơi, tự nhiên đâu có mấy thanh niên người xấu xuất hiện vậy? What the hell, ngày hôm nay mình nhiều nhiệm vụ với ta. Để mình tiêu diệt mấy thằng người xấu này cái đã các bạn ơi. Bây giờ nó xuất hiện rồi, mình bỏ qua tụi này cũng không được đâu. Bởi vì ngày hôm nay mình làm người nhện tốt mà. Người nhận thân thiện đó các bạn ơi. Này nha, chơi chiêu nào vậy ta? Lâu quá rồi mình không có chơi cái này các bạn ơi. Ê, mình quên kỹ năng rồi. Trời ơi, lâu quá không chơi quên hết kỹ năng các bạn ơi. Bay lên, bay lên, bay lên đó. Ui 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 ui, trời ơi, đang tính lại đó tiêu diệt con quái vật đầu lo bảo vệ người dân cũng không yên với bọn này nữa. Ôi, đừng đừng đừng. Ui, khó điều khiển quá các bạn ơi, lâu quá không chơi lại. Nào, đó, chạy đâu chạy đâu chạy đâu, núp hả núp hả núp hả núp hả, đi bảo vệ người dân cũng không yên với bọn này nữa. Ôi, cái gì vậy ta? Chiêu này là chiêu gì đây ta? À, đó 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 đó, bắn tờ chưa hết nè, xong chưa xong chưa? Trời ơi, trâu bò trâu bò trâu bò vậy, còn lại ba thằng nha các bạn. Các bạn sẽ được sớm gặp quái vật đầu lo thôi, phiên bản khổng lồ luôn nha. Đâu nữa đâu nữa? Ok được rồi các bạn, đi đến đó thôi. Lúc đầu thì mình định chơi phiên bản Spider-Man PS4 nha, nhưng mà mình thấy cái phiên bản đó các bạn không có biết nhiều bằng phiên bản này. Đây chính là phiên bản ở trong Homecoming nha các bạn. Civil War với lại là Infinity War cũng là bộ này luôn nè. Đâu rồi, đâu rồi? Quái chưa, con quái vật đầu lo này. Để mình xem trên bản đồ đã các bạn ơi. Ôi, tặng trên đây lận. Từ nào cho đến bây giờ thì mình chỉ chơi là Siren Head đi phá hoại thôi các bạn, chứ mình chưa có bao giờ mà mình đấu đầu với Siren Head hết ha. Hôm nay là siêu anh hùng đấu với lại quái vật nha các bạn, vai phản diện. Nhưng mà thông thường các bạn đọc truyện tranh, xem phim hoạt hình hay là các bạn xem phim á, thì các bạn sẽ biết là quái vật luôn luôn nào nó cũng mạnh hơn siêu anh hùng hết các bạn. Bây giờ vai phản diện luôn luôn nào cũng mạnh hơn siêu anh hùng hết ha. Khá là hồi hộp luôn. Mình thấy trước kia nó có một cái checkpoint màu trắng kìa, không biết là có phải con Siren Head hay không nữa. Trời ơi, có tơ không bay, tự nhiên chạy bộ. Phóng tơ bay khá là nhanh luôn các bạn. Vậy mà thích đi bộ mới ghê chứ. Đó, Siren Head đâu? Mình đối đầu với nó là mình phải sử dụng cái kỹ năng nào vậy ta? Để mình suy nghĩ trước đã các bạn ơi. Cái trip mine là cái gì ta? Để mình thử coi. Ôi ôi ôi, cái trip mine là cái gì đây ta? Để mình thử cái đã các bạn. Ê trời, à nó phóng tới dính. Tự nhiên mình đi bảo vệ người dân mà mình phóng lộn chúng người ta rồi. Sắp đến chưa, sắp đến chưa? Đấy, còn lại một trăm mấy mét nữa các bạn ơi. Wow, mình nghe tiếng bước chân đi đùng đùng rồi kìa các bạn. Đâu rồi, đâu rồi? Ê, đó 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 kìa, đó kìa, trời ơi. Ui trời, các bạn coi nó đá mình kìa. Nào 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 nào, bay 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 bay. Cố lên người nhện, cố lên người nhện. Đó đó. Này nhá, Siren Head. Ui trời ơi. Ê, rớt xuống rồi. Ơi các bạn ơi, mình đã dướng cái hút lắc rồi. Đừng có nói là chưa đánh được cái kỹ năng nào hết mình lại thua đó nha. Nó đâu rồi các bạn, nó đâu rồi? Hình như nó đang chạy ở dưới kìa. Cay quá ta ơi. Này đã,
đánh nó đi, đánh nó đi. Spider-Man, người nhện. Trời ơi, cảnh sát đâu, cảnh sát trong thành phố đâu, sao không đến đây đánh nó đi. Đó, trời ơi, nó đánh mình ghê quá các bạn ơi, mình khó chọn mục tiêu quá. Đó, 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 đó. Dướng lại, dướng lại đi, dướng lại đi, dướng lại đi. Ê các bạn, nó bị dướng lại kìa. Chiêu này có vẻ hiệu quả đó các bạn. Nào, 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 bay đi. Mình sẽ đứng ở tầm xa, mình đấu với nó thôi. Mình ở tầm gần, đánh không lại đâu các bạn. Con này nó khôn quá. Nè, nè, dướng lại, dướng lại, dướng lại. Các bạn coi nè. Dướng lại nha, dướng lại nha. Dướng lại nha. Trời ơi. Nó quăng mình lên rồi các bạn ơi. Vãi cho thanh niên. Đứng yên rồi kìa. Ê, ê, ê. Ê, chạy, chạy, chạy. Rồi ôi, nó đang phóng ra năng lượng đó các bạn, mình phải né chiêu đó nha. Siding Head đánh người nhện tơi bời luôn rồi. Nào, xuống, 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 xuống. Mình xài chiêu nào nữa đây ta? Mình thấy là chỉ có chiêu này hình như là nó hiệu quả thôi các bạn. Nó có cái nó phóng cái dính ha. Còn cái này là chiêu gì đấy? Ôi. Nào, 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 nào. Bay, bay. Bay đi, bay đi. Cái này là mình chơi mình phải đấu trí thôi các bạn, chứ mình chơi solo với nó không lại đâu. Mình mà đánh thẳng tay nó là không lại đâu, nó mạnh lắm. Đâu rồi ta? Chiêu này là chiêu gì vậy? À, thổi ra hơi, thổi ra hơi, thổi ra hơi. Đâu rồi, Siding Head đâu? Đó, ở đây, là đây. Mình thổi cho bay luôn nè. Đó, 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 đó. Ủa đâu rồi? Ơi các bạn ơi, đâu rồi? Ơ, hình như là thanh niên nó bị tèo rồi các bạn ơi. Trời ơi, ủa cái gì đơn giản vậy? Vậy thì khá là đơn giản luôn các bạn. Ôi, để mình xem trên bản đồ cái đã. À, vậy là thanh niên Siding Head đã mắc rồi các bạn ơi. Ok, bọn mình nghe nói hình như là còn tổng khoảng 1 đến 2 con nữa các bạn. Nên trong lúc chờ đợi mình sẽ đi tiêu diệt những cái xấu á, xong rồi mình sẽ quay lại. Bây giờ thì mình vẫn chưa biết là con Siding Head ở đâu đâu. Mình sẽ đi kiếm những cái xấu trước nha. Mình vừa phát hiện ở ngoài biển có thêm một con Siding Head nữa các bạn. Tự nhiên mình quên hết kỹ năng chứ ta. Không lẽ bây giờ mình phải thử lại kỹ năng các bạn. Lâu quá mình không chơi cái bản mod này. Để mình tìm ai mình thử đây. Trời ơi, thấy mọi người tội quá à. Nhưng mà thử vào đồ giặt không được các bạn. À có xe nè. Thử thử xe được nè. Ơ cái này là chiêu gì đây? À nó phóng tơ các bạn ơi. Chiêu này nó bắn tơ kỳ vậy. Còn cái này là như là thổi nè. Đó đó đó. Chiêu này hồi nãy là mình thổi con Siding Head hiệu quả lắm các bạn. Còn chiêu này. Ê anh ơi, sao anh bỏ xe làm chi vậy anh ơi? Anh. Ê. À chiêu này bắn có vẻ hợp lý nè các bạn. Được nè, được nè. Được nè, được nè. Mình quên chiêu muốn hết luôn rồi đó. Nào anh trai, vì sự nghiệp lớn mình hy sinh chút xíu nhỏ đi anh trai, cho em thử chiêu cái đó. Người nhờ anh này quên huấn luyện rồi các bạn ơi. Ơ sao chạy được ra? À chiêu này là nó sẽ bám dính lên tường này các bạn. Còn chiêu này là chiêu gì đây ta? Impact web này các bạn. Ôi chạy được hả, chạy được hả? À rồi các bạn, à, cả hai chiêu này đều bắn tơ được nha, tơ dính nha. Ok, mình sẽ chơi cái trip web với lại cái con bắt web đi. Đâu rồi, Siding Head hả? Siding Head đến đây với mình. Ôi, dướng, 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 dướng. Con hồi nãy là phiên bản đúng to luôn các bạn. Hình như là nó bự hơn thằng người nhện gấp một chục lần á, rất là cao luôn nha. Nó bằng tòa nhà 3 tầng lận. Nào, cố gắng lên, cố gắng lên. Mấy thanh niên sợ đỏ cứ xuất hiện hoài ta. Ngứa tai ghê luôn các bạn. Hôm nay mình làm người nhện thân thiện nha. Mình mà làm người nhện mà đi diệt kẻ xấu là thôi. Mình tiêu diệt hết bọn nó luôn. Ôi ôi ôi. Ai cái kìa các bạn. Ơi, nó đâu rồi, nó đâu rồi? Ơi mình mới thấy nó mà. Con này chạy nhanh ghê luôn các bạn ơi. Đâu rồi, đâu rồi? What the hell?
Ui mình nghe tiếng bước chân nó chạy kìa, đây các bạn. Nó đi lúng cả sàn nhà luôn nè. Lúng cả cái trần nhà luôn. À, phiên bản tí hon. Phiên bản tí hon thì nó lấy solo với mình. Được các bạn ơi, phiên bản này được. Con này con nhỏ nè. Đâu rồi. Xuống đây. À, nhỏ nè. Nhưng mà nó cũng khá là mạnh luôn các bạn. Ôi. Ê, đừng. Đó. Dướng lại nè. Dướng cái xe luôn rồi. Cái xe bu lại rồi đó các bạn. Ê. Ôi. Đừng mà. Bình tĩnh. Ôi. Nó nhỏ nhưng mà cũng khá là mạnh luôn các bạn. Nè, Siding Head nè. Ôi. Nó đánh cái chiêu gì mà mình nằm luôn rồi. Wow, hay lắm, dám lấy xe đó. Lắm lấy xe chọi mình hả? Thôi. Trời ơi. Nào. Trời ơi. Ê, chạy. Các bạn coi nó chạy rồi. Ê, thôi, đừng giỡn. Nửa cái máu rồi. Không bỏm đâu các bạn ơi, nửa cái máu rồi. Đừng nào. Đừng nào anh. Đừng nào. Ôi. Thôi. Các bạn coi. Nó quăng hai thằng xuống luôn kìa. Nào. Trời ơi. Nào. Giỡn với mình hả? Từ nãy giờ mình giỡn lắm nha. Thôi kiếm chỗ bay đi chỗ khác các bạn ơi. Không ổn rồi. Máu mình nó tuột khá là nhanh. Ơi. Hết hồn, mình tưởng nó con xe du hành thời gian chứ. Đâu rồi, chạy đâu rồi. Nhỏ mà sung hả? Là đây. Ok các bạn ơi. Bọn quái vật này nó cũng không có mạnh cho lắm ha. Nó chỉ có một vài tuyệt chiêu mà nó đánh mình đỡ không được thôi. Trời ơi, con nhỏ này nó như vậy chứ đánh nó cũng rất là mệt luôn các bạn. Rồi, mình sẽ lại đây đấu với mấy thanh niên người xấu nha. Trong lúc chờ đợi con Siding Head các bạn ơi. Đâu rồi, kẻ xấu hả? Ngày hôm nay mình là người nhận thân thiện, mình đi bảo vệ người dân các bạn. Ở đây. À, mình quên chứ. Tại sao những lúc như thế này mình lại không thử chiêu? Trời ơi, đây. Đó. Đây. Nè. Chiêu này là cái web này được ta. Ơ. À, chiêu này nó bắn cho vui thôi các bạn. Chiêu này nó bắn cho vui thôi. Rồi. Mình đã biết hết rồi các bạn ơi. Hồi nãy là mình quên thôi. Nào. Dướng lại. Đúng rồi. Còn 3 thằng nữa. Lại đây. Cho dướng web hết luôn. Cho dướng tơ hết luôn. Đó. Lại nè. Đâu rồi. Con lớn á các bạn, mình đánh nó khó hơn là con nhỏ nha. Con nhỏ mình cảm thấy đánh nó khá là easy luôn. Bởi vì con nhỏ mình dễ nhắm được mục tiêu á. Còn con lớn khó lắm. Ok, bây giờ mình sẽ ở đây và đợi con Siding Head nó xuất hiện tiếp theo nha các bạn. Hình như là tổng cộng là 3 hoặc 4 con đó. Ok các bạn ơi, nó vừa cảnh báo mình là có thêm một sự nguy hiểm mới nữa kìa. Đó, hình như là tầm khoảng là 1000 mấy mét nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ đi đến đó và hỗ trợ người dân nha. Nào, cố lên. Trời ơi. Ôi. May quá mình tưởng nó là rớt xuống nước rồi chứ. Đừng có nói là biến thành nhảy nước luôn nha. Đang bay như thế này mà rớt xuống nước thì khổ lắm. Quay các bạn, một con Siding Head nó lại xuất hiện kìa. Quay. Bây giờ mình phải đi đánh nhau với Siding Head thôi các bạn ơi. Người xấu thì có thể là cảnh sát sẽ giúp nha. Còn con Siding Head thì nó mạnh lắm các bạn ơi. Phải cần một người siêu anh hùng như mình đến giúp đỡ. Trời ơi, dướng ở đây rồi. Cố gắng lên nào. Hình như sắp tới rồi các bạn, không biết là con lớn hay là con nhỏ đây. Mình nghe tiếng bước chân của nó rồi kìa. Ở đâu vậy?
À kìa, trời ơi, nó đang phá hủy xe kìa. À thằng muối mini mà dám giỡn mặt với anh hả? Mini hả? Trời. Ui thôi mà thôi tôi giỡn thôi bạn ơi, tôi giỡn thôi bạn hét ơi, bạn hét làm căng quá. À, thanh niên kia dám cầm súng bắn xe đình hét cho các bạn. Phải chưa? Nào. Đừng có dướng. Nghĩ sao vậy? Sai đình hét như vậy, mình đấu với nó còn chưa chắc lại hay không nữa các bạn. Thanh niên kia cầm súng đấu với lại sai đình hét. Chán sống hay sao á. Đấu tay không với lại sai đình hét luôn. Ôi, đâu rồi? Mà nó có kỹ năng nó bay rất là ghê luôn các bạn ơi. Ê, chạy rồi kìa. Nào, đứng lại đây. Nó đang đuổi theo con xe các bạn ơi. Đứng lại đây nhanh lên. Đang đấu với mình mà bỏ chạy là sao? À, ôi, đừng. Đâu rồi các bạn? Ok, nó chạy kìa. Rồi. What the hell, thanh niên xe đình hết. Ui, đấm một phát, xe bay lên hết luôn rồi. Nào. Ở đây mà đánh người dân hả? Sao không chọn đối thủ tầm xứng mà đánh? Hả? What the hell? Lên điện rồi các bạn ơi. Hình như con nhỏ này nó yếu hơn con lớn á. Mình mới đánh nó có mấy cái mà nó bỏ chạy nè. Rồi xong rồi lên đè luôn rồi. Vãi chưa mấy thanh niên. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm mấy thằng người xấu nha các bạn. Đó, mình rất thích đánh với lại mấy con siren hết luôn. Hình như nếu như mà mình cứ chờ á là nó sẽ sinh ra nữa nha. Nó sẽ spam ra nữa. Cái gì mà cao vậy? Tút cả tòa nhà lên các bạn ơi. Thôi bỏ đi, bây giờ mình sẽ chờ con siren hết xuất hiện nha. Tận trên tòa nhà lượng cao lắm, mình mà bay lên tới đó cực lắm. Lại thêm một con quái vật đầu lo xuất hiện nữa kìa các bạn ơi. Wow, ngày hôm nay là tổng cộng có đến 4 con quái vật đầu lo lận, còn mấy thanh niên sợ đỏ nữa. Mình ngứa tay ghê luôn á. Nhưng mà thôi các bạn ơi, quái vật đầu lo nó vẫn quan trọng hơn ha. Sức phá hủy của nó rất là ghê luôn. À, quên chứ, tỉnh chạy bộ. Mình có tơ mình không bay. Nào, quái vật đầu lo với mình hả? Nào, nhảy lên. Ở đâu vậy ta? Lần này mình không biết là con lớn hay là con nhỏ đây các bạn. Nó xuất hiện lộn xộn quá, mình không biết được luôn á. Ôi, đâu rồi? Quái vật đầu lo với mình. Hồi nãy á, ui, con bự. Ý, chạy. Con bự này nó ghê lắm các bạn. Ơi. Giỡn với nó không được đâu. Đó, đánh với nó khó hơn là con nhỏ nha. Nào. Đó, dướng lại. Đấy. Mình phóng tới dính nè các bạn coi kìa. Đó. Đâu rồi. Ê, đừng có giỡn vậy chứ. Con bự này đấu nó khó hơn các bạn ơi. À, bây giờ mình sẽ dụ con Siren Head đi đến chỗ mấy thanh niên sợ đỏ nha các bạn. Đâu rồi. Siren Head đâu? Nè. Là đây nè bạn ơi. Mình có chiêu này hay quá các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình sử dụng con Siren Head đến ngay chỗ mấy thanh niên sợ đỏ nha. Nè bạn, lại đây nè bạn ơi. Bạn Head ơi. Trời ơi. Bạn lại đây nhanh lên bạn. Đâu rồi. Kìa, các bạn, nó đang chạy, nó đang phá kìa. Nè, Siren Head lại đây nè. Ôi, các bạn coi nó bay ghê chưa. Ê, chạy đâu vậy? Ôi, nó đang cầm năng lượng kìa. Con này chắc là con chúa rồi các bạn ơi, nó mạnh hơn con hồi nãy nữa. Nhưng mà sao đứng yên rồi? Ôi, thôi. Nó đang dụ mình đó các bạn ơi. Lại đây nè, Siren Head ơi, chỗ này nè. Mình đang dụ nó lại đây mà các bạn. Kìa, nó đang chạy lại kìa. Đó. Đúng rồi, chỗ này nè. Chỗ này nè, các bạn coi Siren Head nó đập xuống nè. Đi một lũ hết. Siren Head, lại đây nè. Lại đây nè ba. Đúng rồi, vô đây nè. Đó. Ê. Thôi đừng có quăng mình. Ở đây nè. Xuống đánh mấy thằng này đi. Các bạn coi nó đứng ghê chưa. Nè, lại đây nè. Trời ơi.
Ôi mấy thằng đó bắn con sardine hết luôn. Nhảy xuống, nhảy xuống, nhảy xuống, nhảy xuống. Trời ơi. Sai đình hét với mình á, sai đình hét với mình hả? Ôi ôi. Nào nào nào. Ôi. Dám quăng con xe, dám quăng con xe với mình hả? Dám quăng con xe với mình hả? Dám quăng con xe với mình nè. Trời trời trời. Giỡn với mình hả? Ê, đừng có quăng, đừng có quăng. Rất mạnh quá các bạn ơi. Trời ơi. Nào nào nào. Đứng yên lại, đứng lại, đứng lại. Đừng có té, đừng có té. Để mình phóng tơ nữa các bạn. Con này mạnh quá. Ê ê ê. Hết tơ rồi, hết tơ rồi. Nào rồi, mình sử dụng cái trip đi. Cái trip mai này nó ok hơn các bạn. Các bạn kìa. Nè nè. Đỏ, mấy thanh niên sợ đỏ. Mấy thanh niên sợ đỏ ngáo đá ghê luôn á. Rồi. Nè nè nè, chạy đâu, chạy đâu. Ồ các bạn coi kìa, nó tán một phát à. Nè, sai đình hết với mình á. Chạy đâu? Chạy đâu? Đấu nó luôn các bạn ơi. Ôi. Nó quăng mình như là con bóng đẻ luôn vậy. Ơ đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Để mình xem bạn ơi, hình như mình mắc dấu con xe đình hết rồi. Mình nghe tiếng bước chân nó nhưng mà mình không thấy nó nè. Lại đây với mình, lại đây với mình. Ôi ở đâu vậy? Mình xin lỗi các bạn nha, lúc nãy lắc quá nó giật kích mình ra ngoài luôn. Nhưng mà mình vẫn cay con sardine hết kia các bạn. Trời ơi, đấu với nó chưa đã nữa mà bị kích ra ngoài rồi. Bây giờ mình sẽ đi đến đó một lần nữa nha các bạn. Sardine hết siêu to khổng lồ đó. Nào, bay bay thôi, bay thôi. Các bạn nhìn những cái đoạn này nè, không biết là tơ nó phóng chỗ nào nhưng mà nó vẫn bay được nha. Không biết là tơ bám chỗ nào luôn á. Nào. Trời ơi, kẹt rồi. Cố lên, cố lên. Mình vẫn thích vụ con sardine hết lại chọn mấy thanh niên sợ đỏ các bạn. Ê, ê, anh trai ơi. Nói đâu rồi các bạn? Coi chừng xe lỗ đụng kìa, xe lỗ đụng. Ôi. Vãi chưa? Các bạn có chuyện gì xảy ra không? Con sardine hết nó phá hủy được xe lửa kìa các bạn. Ôi. What the hell? Cái gì ghê vậy? Cái gì ghê vậy? Ôi, dính sợ tơ luôn. Bình thường là xe lửa các bạn nhớ đợt trước mình phá hủy không? Đâu có được đâu. Nhưng mà con sardine hết này nó hơi bị ghê luôn á. Nè, cho nó cái impact web này đi. Bớt cái tội láo nháo rồi nha. Đó. Bớt cái tội láo nháo rồi nha. Ê, ê. Đó. Nó to quá các bạn ơi. Trời ơi. Đâu rồi, đâu rồi. À, bị té hả? Ơi. Xong phim rồi các bạn. Vãi chưa thanh niên sardine hết. Lên đề rồi. Rồi ok các bạn, vậy là mình đã tiêu diệt được tổng cộng là 4 con sardine hết á. Trong đó có 2 con to, 2 con nhỏ. Mình chạy ở đây để mình giỡn với mấy thanh niên sợ đỏ chút xíu nữa các bạn, rồi mình sẽ kết thúc video nha. Tại vì hôm nay mình đi bảo vệ người dân mà. Ôi. Mất tiêu luôn rồi. What the hell. Mất tiêu mấy thanh niên sợ đỏ rồi các bạn ơi. Để mình lại đây mình đi một vòng nữa xem. Trời ơi con sardine hết đó mình đấu với nó chưa được bao nhiêu hết. Hình như là mình đấu bằng tay không á, nó sẽ trâu bò hơn các bạn. Mình mà sử dụng kỹ năng á thì cái mức sát thương cao con sardine hết nó sẽ dễ đai hơn nha. Buồn ghê luôn á, mình đang muốn đấu với nhau nữa mà tự nhiên thanh niên lên đề rồi. Bây giờ chọn ai là đối thủ đi các bạn. Để mình chạy lại chỗ này đi. Gần gần ở đó đây mình nhớ có một bọn giang hồ nữa các bạn. Bọn MC Lord á. Băng đảng mô tô á. Mà công nhận con sardine hết này nó hay ghê luôn á. Xe lửa là ở tập trước các bạn biết là mình phóng hủy đâu có được đâu. Hồi nãy mình đang dụ nó đứng chỗ đó. Rồi luôn mấy sinh niên sẽ đổi xuất hiện nữa các bạn. Mình dụ cho nó đứng ở đó cho xe lửa đụng nó. Mà không ngờ xe lửa đụng nó. Xe lửa ngã luôn, xe lửa lật xe lửa luôn.
Đâu rồi? Trời ơi, dướng rồi mới ghê chứ. Nào, bay lên, bay lên. Ê ê ê ê, đây. Mình đấu với Siren hết từ nãy giờ rồi, nên mấy thanh niên này chỉ là mũi thôi các bạn. Trời ơi, quá là đơn giản. Easy, easy. Nè, nè, nè. Ở đây mà giỡn với mình. Ê, ở đây mà đùa với mình. Ở đây mà đùa với mình. Thêm một thanh niên nữa. Trông mình giống giỡn lắm sao? Trông mình giống giỡn lắm hả? Đấu bằng kỹ năng thường thôi các bạn. Nè, phóng cho một cái nè, phóng cho một cái nè. Nằm luôn rồi. Các bạn coi kìa. Tuy là nằm nhưng mà con mắt nó vẫn chớp tắt bình thường nha các bạn. Ê, ê, gì kỳ vậy? Nè các bạn coi nè. Ê, dướng, 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 dướng. Trời ơi. Mình chạy ra đó mình vô tình mình cả tơ cho nó luôn mới ghê chứ. Ơ, mấy thanh niên chỗ này. Rồi luôn, xong phim rồi các bạn. Đây, để mình chạy lại ngay chỗ mấy thanh niên MC Lost dẫn một chút xíu cho các bạn xem nha. Đó. Người nhện này á, mình chơi với lại con Siren Head á, mình sử dụng kỹ năng không có ớt các bạn. Mình chủ yếu là mình sử dụng những kỹ năng nào mà nó dễ ha, với lại nó không có đòi hỏi kỹ năng cao á. Thông thường là mình đánh bằng tay với bằng một hai ba cái chiêu phóng tơ thôi à, mình chưa có sử dụng hết kỹ năng của thằng người nhện này. Đây, chỗ đây hình như có mấy thanh niên giang hồ này các bạn ơi. Đó. Ui các bạn. Đông quá. Mình sẽ sử dụng cái chiêu nào mà chiêu chùm ta, mình quên mất tiêu rồi. Hình như là chiêu này thì phải. À không phải, không phải, không phải. Chiêu này, chiêu này. Đó, đó các bạn coi nào. Đó. Tôi chùm nha. Oh, dính tới trong đây luôn. Ờ. Rồi nè nè, chạy chạy chạy. Chạy đâu? Chiêu này mạnh lắm các bạn ơi. What the hell nữa hả? Thích thì mình chịu. Mình đến đây. Mình đến đây. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ sử dụng kỹ năng chùm nha. Trời, ăn hiếp người kìa. Ăn hiếp người, ăn hiếp người á. Ăn hiếp người ta hả? Ăn hiếp người ta hả? Cái tơ này các bạn, sau khi mình xài xong như vậy nó sẽ hết nha. Mình phải chờ đâu đó tầm khoảng 10 giây nó mới hồi lại. Đó, các bạn coi. Kỹ năng chùm là lên đề hết luôn. Nhưng mà con mắt nó vẫn chớp tắt các bạn. Thấy chưa? Ê, dướng, 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 dướng. Ui. Rồi luôn, mất tiêu mấy thanh niên luôn rồi. Ok. Và có lẽ cái video mình cũng sẽ tầm dừng ở đây thôi ha. Đây các bạn, mình sẽ bay qua đây cho các bạn xem xe lửa mà con Siren Head nó đấm. Trời ơi, lạc tàu luôn. Siren Head này nó mạnh ghê. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nếu như các bạn thấy hay thì nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh với. Rồi, tạm biệt các bạn. Bye bye.